các bạn thân mến, các bạn có biết Elle ra đời năm 1945 tại Pháp và tính đến thời điểm hiện tại Elle đã có mặt ở 46 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Trên thế giới và cả ở Việt Nam, Elle đang là tạp chí hàng đầu về thời trang, làm đẹp, văn hóa nghệ thuật, giải trí, du lịch và nội thất. Thế nhưng, những điều đó sẽ không có ý nghĩa nếu như những thông tin của chúng tôi không thể đến được với bạn đọc. Thật may mắn là công nghệ số đang phát triển hàng ngày và Internet giúp cho chúng tôi đồng hành cùng với các bạn mọi lúc mọi nơi. Sáng thức dậy không biết mặc gì để đi làm, bạn có thể click vào tab thời trang công sở ngay ở trang chủ của Elle để có thể tìm được rất là nhiều những cách phối đồ bổ ích. Các bạn đã có được những bí quyết dưỡng da để có được làn da khỏe mạnh và rạng rỡ chưa? Ngoài các bài viết thì website Elle Việt Nam còn có những video rất chi tiết để hướng dẫn mọi người cách trang điểm và dưỡng da cho riêng mình. Đối với những tín đồ yêu thời trang, bạn không thể bỏ lỡ Elle Around the World, nơi mà tất cả các tin tức về các ấn phẩm Elle trên toàn thế giới được cập nhật liên tục. Nếu các bạn tò mò về những bộ hình ảnh thời trang trên tạp chí Elle Việt Nam, thì chúng tôi cũng không ngần ngại tiết lộ những video hậu trường trên website và YouTube của Elle. Nếu các bạn muốn kết nối với chúng tôi, hãy chụp hình tạp chí Elle và hashtag Elle Việt Nam và post trên Instagram các bạn nhé. Hãy theo dõi Elle trên Facebook, Instagram và Zalo. Và bạn nhấn subscribe trên YouTube của Elle. Ngoài ra, nếu các bạn có bất kỳ một những thắc mắc hay là câu hỏi nào, xin hãy để lại lời nhắn tin cho Elle nhé. Hãy đồng hành cùng chúng tôi, Elle Việt Nam.